Hello, xin chào quý vị anh chị và các bạn. Hiện nay Đăng Hoàng Vlog đang ở khuôn viên vui chơi của ngã ba giao lộ đại lộ Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Định và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Thì hôm nay Hoàng sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn những cái hình ảnh ghi lại những cái hình ảnh thay đổi trên con đường Nguyễn Thị Định. Đây cũng là đáp ứng một cái lời đề nghị của bạn Tuấn du học sinh ở Canada 4 năm và con đường Nguyễn Thị Định là con đường bạn ấy sinh ra và lớn lên. Hôm nay Hoàng mời quý vị anh chị cùng các bạn cùng theo dõi những cái thay đổi trên con đường Nguyễn Thị Định hiện nay so với ngày xưa nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Đây là khung cảnh đầu tiên của khu vực đầu đường Nguyễn Thị Định, chuẩn bị mọc lên những cái căn hộ. Và đây là tòa nhà căn hộ 26, 28, 30, 30 tầng rồi. Xây 30 tầng rồi và hoàn thành rồi, hoàn thành 30 tầng. Gần xong. Đây là con đường đi vào đó, và bên này là có một công trình chuẩn bị xây, chuẩn bị làm bên này chắc cũng là xây dựng chung cư, thưa mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phía trong, ta bắt đầu đi nào. Đây là đầu đường của Nguyễn Thị Định, giao lộ Nguyễn Thị Định và cao tốc Long Thành Dầu Giây. Con đường Nguyễn Thị Định này thì tương đối nhỏ, rất là nhỏ mọi người ơi. Ghi lại những cái khung cảnh đời thường của đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú, quận 2. Quý vị anh chị nào sống ở đây thì xem có thay đổi gì so với hồi xưa không nhé. Theo như Hoàng thấy thì sẽ có những cái cửa hàng của Viettel này hoặc là Thế Giới Di Động này, Honda này thì mọc lên rất là nhiều. Đường bây giờ cũng đã thoáng đãng hơn xưa, nhưng mà cái chiều rộng của mặt đường thì không được cải thiện là bao nhiêu, tương đối là nhỏ. Con đường Nguyễn Thị Định này là dẫn vào cảng Cát Lái hồi xưa, cũng dẫn vào cảng Cát Lái hồi xưa. Một lần nhớ là một lần Hoàng đi cảng Cát Lái thì bị kẹt xe rất là kinh khủng ở trên con đường này, kẹt xe tương đối nhiều. Nhưng mà hôm nay thì thấy cũng thông thoáng hơn rồi, do là được có những con đường mở song song hai bên như là Đồng Văn Cống hay là gì để giảm áp lực cho đường Nguyễn Thị Định. Đây là khung cảnh hai bên và cái quán xá được mọc lên nhiều thay cho các bãi đất trống như hồi xưa. Đường nhỏ cho nên là cấm vượt đấy. Quý vị có thấy biển cấm vượt, ô tô cấm vượt không? Hy vọng trong tương lai không xa thì đường này sẽ được mở rộng để phục vụ cái nhu cầu di chuyển của người dân, cũng như là đây là đường vừa đi qua trường phổ thông trung học Rồng Tố. Biết là bạn Trần Tuấn có học ở trong cái trường Diệu Tố không? Chắc là có. Cái này thì cũng có thể là học ở đấy hoặc là học ở một trường khác tốt hơn. Thì cái đường này mở rộng ra sẽ phục vụ cái nhu cầu đi lại của người dân. Tại vì hiện nay khu này mọc lên khá nhiều chung cư. Và siêu thị, siêu thị điện máy. Ngân hàng cũng mọc lên. Nếu vẫn Tuấn đi xa nhà 4 năm rồi thì chắc là cũng có một số thay đổi đáng kể. Sắp tới sau khi mà các cái chung cư ở đây hoàn thành thì
lượng người dân nó lượng người lượng người sẽ tập trung về nhiều hơn, và có thể đường này cái mật độ phương tiện giao thông sẽ nhiều hơn rất nhiều so với hiện nay. Đó điều thứ nhất. Điều thứ hai là hôm nay cũng là ngày chủ nhật, có thể là người đi làm không có ở nhà, người đi làm không có đi làm nên đường lại đang những ngày đi làm thì chắc là sẽ đông hơn, nhất là những giờ tan ca tăng tầng và những giờ sáng mai. Nhanh tí cũng được. Về cái nhà dân thì không có nhiều cái nhà cao tầng mọc lên, chắc là con đường này đang trong cái quy hoạch để mở rộng làm cái điều gì đó. Đây có cái chùa đang xây chùa thiền tôn một. Xe buýt đi và gặp lái đây, có đèn xanh đèn đỏ đây, đèn xanh đèn đỏ đã có các siêu thị như thế này đấy. Các siêu thị này thì cũng mới mọc lên thôi, 4 năm trước thì chắc là chưa có đâu. Qua tiểu học Thành Mỹ Lợi. Đây đang là đi vào cuối cái đoạn đường Nguyễn Chí Định. Vâng, thưa quý vị anh chị, là đây là cuối đường Nguyễn Thị Định rồi. Và bạn Trần Tuấn là thưa bạn là đến đây là cũng là đến cuối đường rồi, chắc bạn sẽ nhận ra những cái khung cảnh quen thuộc cũng như là những cái sự thay đổi của đường Nguyễn Thị Định xưa và nay. Và phía trước kia là đi lên vòng xoay Mỹ Thủy này mọi người. Cảm ơn quý vị anh chị đã dành thời gian theo dõi nội dung video cũng như ủng hộ kênh Đăng Hoàng Vlog trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.